Thưa quý vị, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã khai mạc hội nghị lần thứ 9 vào ngày 16 tháng 5. Cuộc họp kéo dài tới ngày 18 tháng 5 để bàn về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề về nhân sự. Trong ngày làm việc đầu tiên, vào ngày 16 tháng 5, hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị. Hãy cùng BBC tìm hiểu xem 4 gương mặt mới này là ai và vai trò của Bộ Chính trị trong hệ thống chính trị Việt Nam là gì nhé. Theo thông cáo do Văn phòng Trung ương phát ra chiều cùng ngày, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, bao gồm ông Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng; ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Lê Minh Hưng. Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn thạc sĩ chính sách công. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Ông Hưng từng giữ nhiều vị trí, Phó trưởng phòng rồi trưởng phòng Ngân hàng Phát triển Châu Á, ADB, Phó vụ trưởng rồi vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế, vụ trưởng vụ tổ chức, cán bộ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Tháng 10 năm 2011, ông làm Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Năm 2014, ông giữ chức Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng trong 2 năm, rồi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam từ tháng 4 năm 2016 tới tháng 10 năm 2020. Từ tháng 10 năm 2020, ông Lê Minh Hưng được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng cho đến nay. Khi vụ án Vạn Thịnh Phát và SCB được đưa ra xét xử sơ thẩm, đã có những câu hỏi đặt ra về trách nhiệm quản lý nhà nước của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng giai đoạn 2016-2020. Ông Lê Minh Hưng là con của cố Thượng tướng Lê Minh Hương, Bộ trưởng Công an giai đoạn 1996-2002. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê ở xã Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, trình độ chuyên môn cử nhân khoa học xã hội và nhân văn. Ông là Bí thư Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 14, 15, quân hàm thượng tướng. Ông từng giữ các chức vụ phó phòng, trưởng phòng tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu 7, phó chính ủy rồi chính ủy Sư đoàn 5 Quân khu 7, phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7, chính ủy Quân đoàn 4. Từ tháng 9 năm 2012 tới tháng 1 năm 2021, ông làm phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương từ tháng 2 năm 2021 cho đến nay. Bà Bùi Thị Minh Hoài. Bà Bùi Thị Minh Hoài sinh năm 1965, quê xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, trình độ chuyên môn thạc sĩ, cử nhân luật. Bà Bùi Thị Minh Hoài là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 10 dự khuyết, khóa 11, khóa 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 15. Bà Bùi Thị Minh Hoài có thời gian gắn bó với ngành thanh tra, kiểm tra và từng giữ các chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Nam, Bí thư Thành ủy Phủ Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam. Tháng 3 năm 2011, bà giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, rồi Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Từ tháng 4 năm 2021, bà làm trưởng ban dân vận Trung ương cho đến nay. Ông Đỗ Văn Chiến. Ông Đỗ Văn Chiến sinh năm 1962, quê ở huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, trình độ cử nhân nông nghiệp. Ông là Ủy viên Trung ương dự khuyết khóa 10, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12 và 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14 và 15. Ông Chiến lần lượt kinh qua nhiều chức vụ quan trọng ở Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Sơn Dương, Phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Yên Sơn. Tháng 9 năm 2001, ông làm Phó Chủ tịch, rồi Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang và trở thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang sau đó. Tới tháng 8 năm 2011, ông được luân chuyển, giữ vị trí Bí thư tỉnh ủy Yên Bái, nhiệm kỳ 2010-2015.
Tới tháng 2 năm 2015, ông làm Thứ trưởng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và giữ chức Bộ trưởng, chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc từ tháng 4 năm 2016. Ông giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024 từ tháng 4 năm 2021 đến nay. Tôi không có gì ngạc nhiên khi Bộ Chính trị bổ sung người. Với việc bà Mai thôi chức, số lượng ủy viên giảm xuống còn 12, thấp nhất kể từ thời kỳ đổi mới. Nếu nhìn vào 4 thành viên mới, bạn sẽ thấy đảng đang thực sự quan ngại về công tác huy động quần chúng và sự kiểm soát của đảng. Thế là họ đưa người đứng đầu Ban Dân vận Trung ương vào, họ đưa người đứng đầu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào, rồi họ đưa trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương vào. Bản thân trưởng Ban Tuyên giáo là một cựu sĩ quan quân đội từ Tổng cục Chính trị. Vậy là 3 trong số 4 người mà họ đưa vào là từ Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và Mặt trận Tổ quốc. Đây không phải là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản lý nhà nước hay kinh tế. Việc này thực sự cho thấy những mối quan tâm và một số bất an của chính đảng Cộng sản. Thưa quý vị, vào đầu khóa 13, tức ở thời điểm đầu năm 2021, Bộ Chính trị có 18 ủy viên. Trong thời gian hơn 2 năm qua, có tới 6 ủy viên đã bị loại khỏi hàng ngũ quyền lực này vì các nguyên nhân liên quan tới kỷ luật, bao gồm ông Phạm Bình Minh, ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Trần Tuấn Anh, ông Võ Văn Thưởng, ông Vương Đình Huệ và bà Trương Thị Mai. Trước khi bầu bổ sung vào ngày 16 tháng 5, Bộ Chính trị có 12 người. Với việc bầu bổ sung này, hiện nay Bộ Chính trị có 16 ủy viên. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Đại tướng Thường trực Ban Bí thư Lương Cường, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên, Phó Chủ tịch Thường trực, điều hành hoạt động của Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, Đại tướng Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Con số 16 tốt hơn con số 12 người. Tôi đã phê bình về công tác xây dựng đảng và việc để những chỗ trống trong Bộ Chính trị, đặc biệt là khi trả lời phỏng vấn của BBC. Tất nhiên, 4 người này đều là thành viên của Ban chấp hành Trung ương và bản thân họ đều giữ những chức vụ trong các ban hoặc ủy ban Trung ương. Họ sẽ không có đủ một nhiệm kỳ 5 năm tại Bộ Chính trị. Vì vậy, tất cả những gì họ có thể làm là hy vọng được bầu lại tại đại hội tiếp theo. Nhưng ít nhất họ cũng có thể góp thêm các tiếng nói khác vào các cuộc họp. Thưa quý vị, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, gọi tắt là Bộ Chính trị, được Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam bầu ra. Theo quy định tại khoản 2 điều 17, điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011, Bộ Chính trị có các vai trò và nghĩa vụ như sau. Lãnh đạo và kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc, nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, quyết định những vấn đề về chủ trương, chính sách, tổ chức, cán bộ, quyết định triệu tập và chuẩn bị nội dung các kỳ họp của Ban chấp hành Trung ương. Báo cáo công việc đã làm trước hội nghị Ban chấp hành Trung ương hoặc theo yêu cầu của Ban chấp hành Trung ương. Ngoài ra, khi có những vấn đề cấp bách, đột xuất, thuộc trách nhiệm giải quyết của Ban chấp hành Trung ương nhưng chưa thể họp, thì tập thể Bộ Chính trị sẽ bàn bạc quyết định và báo cáo lại với Ban chấp hành Trung ương trong kỳ họp gần nhất. Bộ Chính trị còn có vai trò quan trọng trong lĩnh vực nhân sự nhà nước, khi là cơ quan có quyền quyết định hay giới thiệu nhân sự cho các chức vụ quan trọng trong bộ máy đảng, nhà nước và các đoàn thể, ngoại trừ các chức danh do Ban chấp hành Trung ương hay Ban bí thư quyết định theo phân cấp. Bộ Chính trị được coi là tập hợp những nhân vật quyền lực nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có một ngoại lệ là ông Lê Minh Hưng.
Ông ấy từng giữ chức phó thống đốc ngân hàng nhà nước trong nhiều năm, rồi làm phó chánh văn phòng trung ương đảng, rồi lại về làm thống đốc ngân hàng nhà nước. Rồi trở lại làm chánh văn phòng trung ương đảng. Nên đây là một người có nhiều kinh nghiệm về kinh tế ở ngân hàng nhà nước. Certainly in the central bank, this is a country right now that could be experiencing a very fragile. Việt Nam đang có một hệ thống ngân hàng mong manh, đặc biệt là sau vụ chi 24 tỷ USD giải cứu ngân hàng SCB sau vụ án Vạn Thịnh Phát. Nên ông Hưng là một người mang đến một góc nhìn kinh tế, là một người hiểu biết về hệ thống ngân hàng. Economic perspective understands the banking system and also before he was in the central bank he và trước khi làm việc ở ngân hàng nhà nước, ông ấy từng có kinh nghiệm làm ở các tổ chức kinh tế đa phương IMF, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á. Vì vậy, ông ấy cũng là người có thể mang tới một góc nhìn kinh tế rộng lớn hơn về nền kinh tế toàn cầu. Thưa quý vị, Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 diễn ra trong 3 ngày từ 16 tới 18 tháng 5 và dự báo chính trường Việt Nam sẽ tiếp tục sôi động trong thời gian tới khi mà công tác sắp xếp nhân sự cho Đại hội 14 bước vào giai đoạn quyết định. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất, khách quan và đa chiều. Mời quý vị và các bạn đón xem và cũng đừng quên nhấn nút chuông và đăng ký kênh để theo dõi những nội dung đặc sắc tới đây của BBC News tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại!